tin bão khẩn cấp, theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Đồ ăn Trung ương, thì hồi 16 giờ chiều nay tại vị trí 14 độ Vĩ Bắc, 118 độ Kinh Đông, cơn bão bánh phở đã nhanh chóng tiến sâu vào Biển Đông và sẽ đổ bộ vào quần đảo Hoàng Sa trong khuya nay. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là khoảng cấp 12 đến 13, tức là từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 14, cấp 15. Ở Hoàng Sa có thể sẽ xảy ra mưa tái nạm gầu khi vùng tâm bão đi qua. Người dân cần hết sức đề phòng khi tranh thủ hứng thịt, kẻo bị vòi rồng cuốn đi. Trong khi đó, tại Trường Sa, ảnh hưởng từ bão bánh phở sẽ tạo mưa nước lèo từ to đến rất to, tầm nhìn xa dưới 3 tô phở. Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ tiến thẳng vào vịnh Bắc Bộ, đem theo nhiều thịt bò và húng quế đến khu vực này. Do bão bánh phở di chuyển dọc theo hướng đất liền từ Nghệ An dài đến Hải Phòng, nên sẽ suy yếu từ tái thành chính, không gây hậu quả nghiêm trọng nhưng để lại nhiều thịt. Ở khu vực phía Bắc, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C, ngày có mưa bánh bao ở nhiều nơi, từ cỡ nhỏ đến rất to. Mọi người ra đường nhớ đội mũ bảo hiểm, kẻo bị rơi trúng mà u đầu. Ban đêm dọc các ao hồ thường có kem cá xuất hiện, gây hiện tượng lạnh buốt cục bộ. Các gia đình lưu ý hạn chế cho con em săn bắt và ăn quá nhiều kẻo bị sún răng. Các bạn trẻ ngồi chơi ven hồ cũng cần thận trọng giữ nhiệt độ cho nhau khi thấy kem cá xuất hiện nhé. Khu vực phía Nam bắt đầu vào mùa mua bánh mì, trời nhiều nắng, có mây trắng tụ thành từng đám rất to, đặc và sẽ cho mua bánh mì từ giữa trưa đến tối, nhưng chưa rõ là sẽ là bánh mì không hay bánh mì nhân thịt. Dấu hiệu nhận biết đám mây có bánh mì nhân thịt là cụm mây trắng tầng thấp, dưới chân mây hơi chuyển thành màu đen. Các gia đình có thể căn cứ theo đặc điểm này để đi tìm bánh mì phù hợp cải thiện bữa ăn gia đình. Chương trình dự báo thời tiết đồ ăn đến đây là hết. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai.